chị nhớ 532 này là chỗ xanh nhá. Cái này chỗ đỏ này. Ấn vào. Đây cái này tăng để nó bắn cho nhanh. Cái này nếu mà nối dây điện mà là nó cũng chạy như nhau thôi. Hai máy giống hệt nhau, em mua giống nhau. Chiến lông lại khác. Đây, chiến lông đâu. Chiến lông là cái máy này là nó là tiếng Việt luôn à? Ừ. Bên này em chưa biết cả thành tiếng Việt. Đây. Bên này là cái chiến lông này. Chiến lông có hình người ấy này. Ừ, đúng rồi. Ấn vào thôi. Xong vào chị tăng lên thành số 8 này. Ấn này xuống. 2 lên mã này. Cứ thế mình bắn thôi.